Chào anh em ha. Hôm nay mới về túi chéo bộ botlin của Mỹ nha. Xanh ô liu túi chéo botlin của Mỹ. Vải là vải botlin nha anh em, vải mềm nha. Đó, chất vải giống áo M65 nè. Chất vải mềm. Tem ở trong tem bự nha. Chất vải giống áo M65. Đây quần, đây quần trong đây có một khi một cái túi nhỏ đó nha anh em. Đó, có một cọng dây nữa đó, nút thì nút gài phi phi gài. Đây túi, đây thiết kế là may có hình con sâu hết đó. Quần trong này có viên cái miếng nắp đáy luôn nha, size này size medium Lecola anh em đó. Giải botlin nha, đây chữ nó anh em botlin nè. Đó, chất vải botlin.